Tại Trung đoàn 855, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2022. Sau 7 ngày học tập, 58 học viên đã được trang bị những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Thống nhất một số nội dung về tổ chức phương pháp trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phòng thủ dân sự, nội dung cơ bản về luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác tham mưu huấn luyện và những nội dung cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ. Kết thúc lớp bồi dưỡng, qua kiểm tra đánh giá 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi.